Mít xin chào tất cả anh chị các bạn. Rồi, video bài học này tiếp tục Mít sẽ nói về một cái trụ cột rất là quan trọng, đấy là chủ đề về tình dục, khoa học về tình dục dành cho các cái vợ chồng. Và đặc biệt là phụ nữ chúng ta cần phải lưu ý và có thể là tìm cách để áp dụng cho cái cuộc sống của mình nó thêm tốt đẹp hơn, thêm hạnh phúc, thêm mặn nồng hơn, đúng không ạ? Video trước thì tôi đã nói về một số những cái không gian để giúp anh chị thay đổi cái không gian trong cái quá trình mà vợ chồng sinh hoạt với nhau. Thế thì video này thì tôi sẽ nói về thời gian, đúng không ạ? Thông thường thì các cặp vợ chồng gia đình thì hiện nay là thường sinh hoạt vào buổi tối, đúng không? Thì đấy là do cái thói quen thôi. Điều đấy là không sai, điều đấy là rất đúng, bình thường ai cũng như vậy. Thì đây là cái quy trình thông thường, không có gì đặc biệt cả. Buổi tối hoặc là một tuần, thì hiện nay theo cái độ tuổi thì chúng ta có thể sinh hoạt từ 2 cho tới 3 lần. Hoặc là nếu mà sức khỏe tốt hơn thì có thể cho phép nhiều hơn, hoàn toàn phụ thuộc vào sức khỏe. Nhưng mà nếu mà cứ ở trong độ tuổi trung niên từ khoảng 20 đến 40 tuổi thì có thể một tuần từ 2 đến 3 lần, để mà nói về tần suất, đúng không? Thời gian ở đây thì chúng ta cũng nói về cái tần suất cũng như là nói về cái buổi sáng trưa chiều tối, ngày thường, ngày cuối tuần, ngày lễ, vân vân, đúng không? Thì đây yếu tố thời gian. Ok, thứ nhất là thường thì buổi tối rồi. Thì các bạn lưu ý là chúng ta cũng cần phải hiểu về khoa học, và chúng ta ăn tối xong là chúng ta có thể là tắm rửa nghỉ ngơi xong đấy. Sau đó thì chúng ta có thể là quan hệ vợ chồng trước khi đi ngủ khoảng 30 phút là đẹp, bởi vì là sau khi mà chúng ta quan hệ xong thì chúng ta sẽ cơ thể rất là dễ chịu và chúng ta sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ đấy. Sau đó khoảng độ 15-20 phút là chúng ta có thể dễ dàng dễ ngủ, như vậy là rất là tốt cho sức khỏe. Mọi người nhớ rằng là tình dục đều đặn, tình dục lành mạnh, tình dục thường xuyên là cực kỳ tốt cho sức khỏe nha. Ngoài cái chuyện là chúng ta đã duy trì nòi giống đẻ 1-2-3 đứa con xong rồi thì tình dục đến là chúng ta còn duy trì sức khỏe. Đối với phụ nữ, tình dục nhiều cũng làm cho phụ nữ đẹp hơn, da dẻ mịn màng hơn. Đối với đàn ông thì cũng làm giảm các nguy cơ về tim mạch. Nói chung là lợi ích của làm tình là rất là nhiều, đấy là khoa học người ta chứng minh các anh chị nhé. Thế thì ngoài cái buổi tối thì chúng ta có thể sử dụng những buổi nào? Thì tôi nghĩ rằng là buổi sáng ngủ dậy và một ngày cuối tuần cũng sẽ rất là thú vị, nếu như chúng ta có cái phòng riêng, không gian riêng, đúng không? Thì buổi sáng sớm chúng ta ngủ dậy khoảng độ 5-6 giờ đấy, chúng ta có thể là quan hệ vợ chồng với nhau, sau đó chúng ta dậy, chúng ta ăn sáng, chúng ta đi chơi, hoặc là chúng ta có thể ngủ nướng tiếp đến 9-10 giờ, chúng ta dậy ăn sáng, chúng ta lại nếu có sức khỏe chúng ta lại tiếp tục, đúng không? Phụ thuộc vào cái quan hệ của chúng ta và cái sức khỏe của chúng ta như thế nào. Và tôi nghĩ buổi sáng cũng là một cái thời điểm rất là tốt cho cái quá trình tập thể dục và đốt calo, đúng không ạ? Vâng. Lúc nửa đêm, đúng không? Nửa đêm mà chúng ta tỉnh dậy cũng có thể. Mặc dù đây là cái thời điểm cũng không phải là thích thú lắm, thế nhưng mà bạn cũng có thể áp dụng, miễn là đối tác của mình cảm thấy thích thú, hoặc là chúng ta có thể hẹn nhau trước, đúng không? Ví dụ như là tối chúng ta quan hệ vợ chồng với nhau xong, chúng ta cũng có thể nói là đến đêm thì tôi cũng có đặt lịch với cô đấy, đúng không? Thì cô lưu ý, ok, hai bên thỏa thuận xong rồi thì cũng sẽ làm. Thì thường là các cặp vợ chồng trẻ thì sẽ có nhiều thời gian và nhiều sức khỏe hơn cho việc này. Như tôi nói là tôi chỉ đưa ra lời khuyên thôi, còn cái việc áp dụng đến đâu là do các anh chị của các bạn, đúng không? Hoặc là các bạn cũng có thể buổi trưa, nếu như chúng ta có điều kiện ở nhà, chúng ta có thể là quan hệ ở buổi trưa cũng có những cái thú vui riêng, đúng không? Hoặc là chúng ta bất thình lình đi đâu về, đi làm về sớm hoặc là giữa buổi, chúng ta cũng có thể là chiến đấu luôn thì cũng rất là vui. Tất nhiên đấy là trong điều kiện là cặp vợ chồng của anh chị và các bạn là phải cảm thấy vui vẻ, phải cảm thấy sẵn sàng, bởi vì nguyên tắc là tự nguyện, nguyên tắc là tôn trọng lẫn nhau luôn luôn được đặt ra, đúng không? Hoặc là chúng ta cũng có thể là theo lịch trình, một tuần bao nhiêu buổi, một tuần bao nhiêu buổi, rồi thì một tháng bao nhiêu buổi và những buổi nào, chúng ta cũng có thể làm lịch. Tất nhiên là chúng ta cũng đừng có cố định lịch như là một cái máy như thế, đúng không? Đi làm cũng đã theo lịch rồi, bây giờ về nhà cũng theo lịch nữa thì chết. Thì chúng ta nên có một lịch cố định để
chúng ta căn cứ vào đó chúng ta làm, đúng không? Thấy thiếu là chúng ta phải đòi, đòi hỏi. Thế còn sau đó chúng ta sẽ có những lịch đột xuất, đúng không? Ví dụ như là các cặp vợ chồng mà trong độ tuổi từ 20 cho đến khoảng 40 tuổi, sau đó thì có thể sẽ tần suất giảm hơn. Tôi nghĩ cái mức độ cam kết tối thiểu là từ 2 đến 3 lần trong một tuần, hoặc là 2 đến 3 ngày trong một lần cũng được. Tất nhiên là sức khỏe tốt hơn các bạn có thể làm tốt hơn, nhưng mà chúng ta nên làm theo nguyên tắc là phải giữ, bởi vì chúng ta xài nhiều thì chúng ta sẽ hết nguyên liệu sớm thôi, đúng không? Đấy. Nếu mà đột xuất thì cứ thích thì cứ chiến đấu đó, bởi vì cảm xúc mà. Chúng ta lại còn đến lúc đấy chúng ta lại là chưa đến lịch, nghe chừng có vẻ rất buồn cười, đúng không? Thế thì chúng ta cứ theo cảm xúc, cứ thấy hai vợ chồng thấy thích là được. Đối tác thấy mong muốn và mình có thể cung ứng cho đối tác được là ta làm thôi, đúng không? Đấy. Và đặc biệt là chúng ta cần phải có một quy trình, không được làm tắt. Hiện nay thì tôi không biết tỷ lệ là bao nhiêu, bởi tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là rất là nhiều cặp vợ chồng hay làm tắt. Làm tắt tức là chúng ta sẽ về đích luôn, đúng không? Vừa tắm rửa xong phát lên giường tắt điện đi ngủ, hay là thế là cởi quần áo ra xong thế là chiến đấu là chỉ khoảng độ 3 đến 5 phút xong là thế xong rồi, thậm chí còn nhanh hơn. Đối tác chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã xong rồi. Thì tôi nghĩ là các cặp vợ chồng nên tuân thủ nguyên tắc là nên có quy trình. Ý tôi vẫn nói là giống như là đường lên đỉnh Olympia ấy, thì nó có cuộc thi, nó phải có khởi động, đúng không? Đấy, xong đó thì nó cũng phải có tăng tốc, xong đó nó mới về đích. Ít nhất phải 3-4 bước như thế, chứ không phát là ta chiến đấu phát là ta về đích luôn, đúng không? Đấy, cái ví dụ các cái phần khởi động trò chuyện, rồi thì khen ngợi, rồi thì vuốt ve, hôn tóc, hôn môi, hôn má, hôn cổ, vân vân, đúng không? Tôi không muốn mô tả chi tiết ở trên này, đúng không? Nhưng mà tôi đang nói là khởi động là như vậy. Sau đó bắt đầu phần tăng tốc, đúng không? Thì chúng ta sẽ quan tâm đến những cái khu vực mà các cái đối tác thường quan tâm, đúng không? Như là vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 4 chẳng hạn. Chúng ta sẽ quan tâm bằng những cái phương thức khác trong cái video bài học sau đấy, thì tôi sẽ nói chuyện thêm. Đấy. Đấy. Rồi thì những lúc nào, ví dụ những lúc ta muốn, đang hưng phấn, đúng không? Đang yêu thương, hoặc là đang cảm xúc rất là mạnh, như là lúc cãi nhau, giận nhau, hay là lúc vừa xem phim xong, đúng không? Hay là lúc vừa đi dạo về, hoặc là xa nhau lâu ngày quá. Đấy, thì cũng có thể là những thời điểm rất thích hợp. Còn bình bình thì chúng ta thấy rằng là cứ buổi tối 2 ngày một lần, 3 ngày một lần là được. Thế thì thời gian tôi xin kết luận là tùy thuộc vào các anh chị, đúng không? Các anh chị nên tuân theo lịch và có những lịch đột xuất, và các anh chị nên tạo cho mình những cái cách thức và những cái ý niệm và những cái sự sắp xếp kết hợp giữa không gian với thời gian mới, đúng không? Không gian với thời gian mới. Ví dụ buổi sáng ở một chỗ này, buổi tối ở một cái chỗ kia, buổi sáng cách này, buổi tối ở cách kia, thì tôi nghĩ sẽ rất là tuyệt vời. Đấy, và một cái nội dung nữa tôi cũng sẽ chia sẻ với các anh chị, thì nói về chủ đề về tư thế, thì ta sẽ nói trong cái video bài học tiếp theo. Vâng, Vitex xin chào các anh chị và các bạn, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo.